Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Vườn của chú của mình. Thì hôm nay trước mắt anh em đây là một cây ổ rồng trích lây, một cây ổ rồng sừng hươu. Và như anh em thấy thì nó cũng sắp đi rồi đó. Cây này thì mình cũng đã nói với anh em khá nhiều rồi, nó rất là trái gió trở trời, thích thì nó đi vậy thôi. Bệnh thì như anh em thấy là trên cái rau của nó thì mình không phát hiện được cái bệnh gì cả, nó chỉ bị khô đi thôi. Và cái bộ rau này mình để ý cũng đã khá lâu rồi, 4 5 tháng rồi, nó cũng ra 2 3 lần lá trắng mới và rau mới luôn, nhưng mà nó ra thì cái nó sẽ bị như thế này anh em thấy không, ra mới cái nó bị khô luôn. Thì mình nghĩ là nó do bộ rễ, còn cái định sinh trưởng nó vẫn rất là mập khỏe đây đó anh em thấy. Đây là cái định sinh trưởng đó này, to mập khỏe như này, nhưng mà rau mới ra thì sẽ bị như thế này. Mình không hiểu là nó bị cái gì. Thì hôm nay mình cũng sẽ lôi ra, mình kiểm tra lại bộ rễ, sẵn thay luôn cái bầu này cho nó, rồi coi nó bị cái gì. Và mình chắc mình cũng sẽ không biết có bị, mình chưa biết nữa. Để mình coi thì để xem nó có bệnh gì hay không, chắc chắn thì mình mới xịt thuốc, còn không mình chỉ thay kiểm tra lại bộ rễ, cắt bớt rễ cũ đi cho nó sống lại. Một là nó sống lại, hai là cho nó đi luôn. Rồi mình bắt đầu làm thôi. Sau một hồi kiểm tra kỹ thì mình cũng không thấy vấn đề gì xảy ra nó cả. Bộ rễ thì nói chung cây nó không phát triển thì bộ rễ nó cũng mục dần, còn có một xíu này. Để sinh trưởng thì vẫn ok, nhưng mà lá ra thì lại bị như thế này. Thì cái cách xử lý của mình là mình sẽ làm lại bầu cho nó, treo lên lại bình thường, và mình sẽ xử lý nấm cho nó 1 tuần. Sau 1 tuần thì bắt đầu mình sẽ pha thêm một vài loại kích rễ, mình xịt kích rễ và bón lá, mình xịt cho nó để xem nó sẽ phát triển lại như thế nào nha. Chứ bây giờ hết cát rồi, không thấy vấn đề nào ở nó cả. Rồi ok, thì mình vừa mới thay cái bầu cho nó và mở ra kiểm tra, vấn đề nó không 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 tìm ra vấn đề giải quyết anh em. Thì như mình đã nói rồi đó, mình sẽ xịt thuốc nấm. Ở đây thì mình không phát hiện ra, nói chung là xịt thì xịt vậy thôi, chứ có thể là mình không nhìn ra được bệnh đó, nên là mình sẽ xịt thuốc. Và cái cách xịt thuốc á, thì loại này mình nó khá là nhạy cảm nha anh em. Mình xịt thuốc nấm pha loãng thôi nha, pha loãng cái liều mà hướng dẫn sử dụng của nó, pha loãng ra, xịt 3 ngày một lần, xịt 2 ngày một lần đi, và xịt 3 lần, thì đâu đó mất tầm 1 tuần á. Sau 1 tuần đó thì cây để 2 3 ngày sau cây nó ổn ổn lại, thì cây nó ổn ổn lại rồi thì bắt đầu mình mới tưới phân vô. Phân thì ở đây mình cũng sử dụng loại kích rễ với lại bón lá bình thường thôi. Nói chung mấy cái loại đó giờ trên thị trường cũng nhiều. Và có một cái lưu ý là rất là nhiều anh chị em trồng cây mắc phải nha, là khi cây bị bệnh mà xịt pha chung cả phân cả thuốc vô là không nên nha. Phân nó cũng phân thuốc mà pha chung là cây nó chịu không nổi đâu, nó sốc á. Nên anh em tốt nhất là phân riêng, thuốc riêng. Đó là một số lưu ý khi mà khi anh em chữa bệnh cho cây. Còn cây này thì bây giờ mình cứ làm như vậy thôi, còn lại là phải đợi vào cái nhân phẩm của nó. Nhân phẩm tốt thì nó sẽ tiếp tục phát huy cây lên xanh đẹp. Còn nhân phẩm nó không ok thì nó cũng sẽ ra đi thôi. Trích lây mà. Nói chung cũng hơi khó, cũng hơi chua một tí. Rồi, mình xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong một cái dịp khác. Khi mà cây nó đẹp rồi hoặc là cây nó chết rồi thì mình cũng sẽ quay lên cho anh em tham khảo.
Rồi, mình xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong những clip sau. Anh em thấy kênh của mình hay bổ ích thì anh em đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực mình làm thêm nhiều clip hay bổ ích nữa để phục vụ cho anh em.